Ui. Trời sao mày lật qua lật lại không suốt vậy ta? Chắc trời gió. Mến xin chào tất cả cô chú anh chị và toàn thể bà con nha. Thì Mến cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị và toàn thể bà con đã luôn ủng hộ những video của Mến. Mến không biết nói gì hơn, Mến thật sự là rất là vui, rất là mừng. Đã được 9 tháng mấy gần 10 tháng. Thì hôm nay thì chính thức thì những video trước thì chắc bà con cũng hay được cái tin là Thép và Nhi đã tạo cho Mến một cái món quà bất ngờ. Nhưng mà trong đó thì làm cho Mến một cái là muốn suy sụp cái tinh thần luôn. Tại vì nghe anh em nói thì bán vườn này kia rồi á, nên là lúc đó là Mến, nói chung là cảm xúc của Mến là không không còn gì để diễn tả được nữa. Tự nhiên anh em đang vui này kia đồ, cái đang ăn uống mà anh em nói là bán vườn, làm cho Mến là không có còn cái cảm xúc nào để nói lên lời luôn. Thì Mến cũng thật cảm ơn tất cả anh em đã tặng món quà cho Mến. Thì hôm nay Mến quay một cái video để chia sẻ đến với bà con. Thì đây là cái những chậu cải. Cải này Mến cũng không rành là cải gì nữa. Này nói cải xanh. Đây đây là cái chậu cải xanh. Đó, Mến trồng cũng khoảng mười mấy ngày nay rồi. Đây, Mến sẽ dỡ lên cho bà con xem nha. Gắt lại, nói chung thì nó cũng tốt nhưng mà nó cũng không được tốt cho mấy, nó tầm khoảng là 80% thôi. Ở trong đây là đất với sợi dừa và phân phân nở. Đó. Còn ở trong thùng á thì nước, Mến chỉ đổ nước cho thôi, khi nào mà gần hết nước thì Mến chỉ đổ nước cho thôi. Mến trồng theo cái kiểu mà đã gọi là thủy canh gì đó. Đó. Đổ vào đây khi nào nó hết nước thì trên trên mặt những cái chậu này nó sẽ khô lại. Thì lúc đó Mến sẽ biết rồi trong cái thùng xốp này nó gần hết nước rồi, nên là Mến phải châm vô. Còn cải này thì người ta kêu cải xà lách gì đó. Ủa, cải thường thường bà con đi ra mua cái cải mà cái dưới đít bự mà trên nó bè 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 đó thì là chính là cải này. Thì một chậu á, thường thường thì Mến bỏ vô, lúc đầu mà Mến ương á thì Mến bỏ vô 2 hộp. Thì ương lên tầm khoảng 10 ngày thì lúc đó nó nảy mầm lên cao một chút. Thì cái chậu nào hai cây cải thì Mến sẽ cắt bỏ một cây để lại một cây. Đó. Một cây á, thì cho dễ chăm sóc hơn. Và tất cả trong thùng này là toàn nước không nha. Lâu lâu thì Mến sẽ bỏ 1-2 hộp phân nở thôi. Phân nở là gọi là phân hữu cơ á, chứ không phải là phân hóa học nha bà con. Tất cả ở đây thì Mến làm ở vườn vườn của Thép, toàn là nói chung là sinh học hết, phun sinh học hết chứ không có dùng tới hóa học, không có dùng hóa chất luôn. Thì giờ này thì cũng 4 giờ mấy rồi mà hôm nay á, thời tiết rất là nắng luôn. Những ngày trước á, thì thời tiết lạnh, thì lạnh sáng sương mù nè, rồi tới chiều luôn. Có thể là sáng ra bà con thường thường á, là xem những cái video của Nhi và Thép á, thì bà con cũng biết những cảnh sáng rất là đẹp. Tại vì ít sương mù sẽ có mây là đà với núi này kia rồi á. Phong cảnh nói chung là rất là nhìn Mến ở đây là sáng ra nhìn thấy phong cảnh là con người đã thoải mái rồi. Thì mấy hôm nay á, là sương mù rất là dày luôn và rất là lạnh. Lạnh đến nỗi mà thường thường thì tầm khoảng là 5 giờ mấy 6 giờ là Mến thức dậy rồi. Lúc này á, là thời tiết nó quá trời lạnh đi nên là 6 giờ tầm 6 giờ rưỡi Mến mới dậy nổi, tại vì lúc đó nó lạnh á. Lạnh mà Mến đợi cái mặt trời lên á để mình đi ra. Thứ nhất là Mến sẽ đi ra suối để lượm đá nè, để đem vào vườn á, tạo những cái này, tạo những cái kia để cho có cái không gian để thứ nhất là
cho đẹp. Và thứ hai á, thì mình có cái chiều mình ra ngồi ngoài đó để mình chẳng hạn như là ngồi uống cà phê hay uống nước trà, với lại là để anh em lên để có một chỗ ăn uống cho nó tiện lợi và nó đẹp nữa. Thì mấy đêm trước thì Mến cũng có làm cái ngâm ba cái hạt hạt bắp á, là gọi là bắp và ngô á, thì Mến cũng đã ngâm, nhưng mà mấy hôm nay Mến cũng quên đi, tại vì công việc á thì những lúc rảnh rỗi thì rất là dễ nhớ, còn đã vô cái vô những ngày làm như là ở bón phân nè, rồi tưới nước vườn nè, rồi chém cỏ, thì mấy hôm nay đã vô những ngày đó, với lại là sầu riêng á, thì nó đã ra mắt cua rồi. Thì Mến mấy ngày trước thì Mến cũng có là chém cỏ xong rồi, cũng chém cỏ cũng được 2 ngày rồi, xong quay quay lại á, thì Mến bỏ phân xong thì trong một ngày cho nó rồi rồi xong thì tối lại Mến sẽ tưới nước như là cho nó tan phân hết luôn, tất cả luôn. Thì thường thường ở đây thì Mến chỉ tưới chiều chiều tối tầm khoảng 6 giờ, thì cho tới tầm khoảng là 12 giờ mấy, 1 giờ, có thể là 2 giờ, lên tới 2 giờ phi cũng không chừng. Thì ban đêm thì nó tưới thì có cái độ nước và cái độ ẩm á, nó rất là tốt cho cây, để cho cây đó hấp thụ được cái hơi chất nước để cho nó bổ sung cho lá, thì nó sẽ hiệu quả cao hơn. Còn ban ngày á, thì nếu mà mình tưới á, thì trong vòng khoảng từ 8 giờ cho tới 12 giờ nắng rất là gắt lên, thì lúc đó nước sẽ bốc hơi và sẽ không còn hiệu quả nữa. Nên Mến làm ở đây là thường xuyên á, như chém cỏ này kia thì chỉ ban ngày thôi, còn xịt thuốc hoặc là xịt thuốc tưới nước thì Mến toàn là làm ban đêm hết. Thuốc cũng vậy, tầm khoảng 6 giờ Mến khoa xịt xong, là khoảng tầm khoảng nói chung á là ban đêm xịt nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều, tại vì lúc đó những con trùng nè, sâu nè, bốm nè, mò nè, lúc đó thì ban đêm nó sẽ ra ăn lá. Nhưng mà thuốc này á thì với cái sinh học này á, thì nó không có cái diệt chết côn trùng nha, chỉ làm cho côn trùng nó ngán ăn thôi, chứ không côn trùng không bao giờ chết được. Thì cho nên là Mến xịt toàn là ban đêm không, tất cả chỉ như là ngừa, như mò mò thì cũng xịt, mò người ta còn gọi là kêu là dẹp sáp này kia đó. Rồi thì cái đó thì Mến sẽ xịt vào cự sáng sớm thì chỗ nào có thì Mến sẽ xịt, với lại ngừa luôn, nói chung là toàn thân. Thì bây giờ Mến sẽ dẫn tất cả bà con cùng Mến đi ra chỗ họ Mến để là cái ôm cái những hạt ngô á, để coi nó phát triển như thế nào. Rồi mấy ngày nay Mến cũng chưa có ra xem nữa, Mến quên đi, hôm nay Mến mới nhớ trực lại. Bây giờ Mến xin mời tất cả bà con cùng đồng hành video cùng Mến nha. Đây giờ Mến sẽ dẫn tất cả bà con ra ngoài vườn. Đây là con lan nha, lan này không biết lan gì nữa, rễ rất là dài luôn. Thì bữa trước thì Mến ương rồi xong cái Mến bỏ ngoài này, hôm nay mới nhớ trực lại. Wow, trời ơi, nó lên hạt giống, nó lên mọng rất là dày luôn, quá cao rồi. Bây giờ Mến phải tiến hành để đi trồng xuống đất liền mới được, sắp ra lá luôn rồi bà con. Mới có 3 ngày thôi mà hạt giống nó ra rất là nhanh luôn. Nên bây giờ thì đợi mát một chút nữa Mến sẽ tưới nước những cái chỗ Mến trồng á, rồi Mến sẽ trồng xuống. Vườn Mến bây giờ hiện tại thì lúc trước thì gà nở ra rất là nhiều luôn, nở ra 2 bầy, thì tầm khoảng trên khoảng là hai mấy 30 con á. Công nhận ba cái gà gà gừng á, giống gà gừng á, đẻ rất là sai nha, và nở cũng rất là đều luôn, nên là cái
anh Đô ở con la với lại lúc kia nè, luôn luôn nè, ruột trắng không còn gì trơn. Bây giờ chỉ còn có bốn con à, nhờ bốn con gà con nó còn sót lại à, nên giờ nó lớn rồi. Đây bà con thấy không, nó gà dài dài lắm rồi trời. Nhưng mà mến mà không nhớ nữa cái để qua ngày sau nó dám trừng cả lá luôn, khỏi trồng luôn. Bây giờ mến sẽ đi tiến hành rồi đi sẽ đi trồng cây bắp nha. Vì mến cũng mời bà con theo, cùng đồng hành hết cái video với mến luôn nha. Bây giờ thì cũng tầm 5 giờ rưỡi rồi, thì trời cũng đã dịu mát xuống rồi. Mến mới đi xúc một thau khoan nở để trước tiên trồng cái gì cũng vậy, thì mến sẽ lấy phân nở trộn chung với đất rồi tưới nước để cho nó tan phân ra. Thứ nhất là tạo được cái chất dinh dưỡng cho cái trong cái bao để mình trồng hạt giống á. Thì phân nở này sẽ giúp cho cái những cái như là cây cải nè, rồi những cái cây trồng như ngô hoặc là đậu bắp này kia thì sẽ phát triển nó tốt hơn. Thì lúc trước thì mới lên đây lần đầu tiên thì trồng cải, thì cũng xới như ở dưới quê, xới rồi trồng trồng cái chết không còn cái gì hết. Thì như là bà con đã thấy rồi, ở sau lưng chỗ mến trồng hiện tại bây giờ thì mến có gạo lứ nè, tre lứ nè. Thì lúc này thì cũng có cái nguồn cung cấp như là cải rồi rau với lại là hủ qua. Nói chung là mến ở đây là tự cung tự cấp luôn, chỉ là nhằm khi nào mà giăng lưới không có cá này kia đó thì lúc đó mình sẽ điện mua đồ ăn thôi. Còn toàn bộ ở đây thì mình sẽ tự cung tự cấp luôn, thì trồng rau và hủ qua rồi dưa leo này kia đó để mấy anh em đồ mỗi cuối tuần đi lên đây, thứ nhất là có rau sạch để ăn, với thứ hai mình cũng an tâm về sức khỏe nữa. Nên bây giờ mình hốt cái này để trước tiên thì mình làm như thế nào ấy thì mến xin mời mọi người cùng đồng hành với mến luôn nha. Gấu, đi đâu vậy gấu? Hả? Đâu vậy? Đi đâu? Rồi, gấu này nó lì lắm đó bà con. Đi tới đâu thì thứ nhất là la, lúc đầu la không nghe đâu, nhưng bây giờ mến la cũng nghe rồi. Nhưng mà cái mặt vàng dữ trời lắm. La nó đi theo mình, nó nịnh không à, ngồi ngay mình không à. Đó. Bây giờ mình cũng đi ra tới cái chỗ để trồng hạt giống rồi. Đây chẳng hạn như những cái bao này nè, thì trước kia thì mình cũng có trồng bắp rồi, thì mình cũng thu hoạch trái hết rồi, mình cũng bứng bỏ và đang cải tạo đất lại. Thì bao nào cũng vậy, nó hai hàng hai bên. Còn đoạn ở ngoài thì mến cũng trồng được một số rồi, nó rất là xanh tươi luôn nha. Đó. Bây giờ đây đây là phân nở, thì lúc trước thì mến cũng đã pha trộn vô đất á, rồi mến mới tiến hành là bỏ cây giống xuống, bỏ hạt giống xuống. Bây giờ thì cái này cũng khoảng trên 2 tuần rồi nè, lên nhìn thấy nó xanh mướt luôn á, mà lúc nào cũng vậy trơn á. Mến trồng như là mười mấy 20 bao gì thì cũng có một bao giống gì nè, không có sống nổi, không hiểu tại sao luôn, nó chết là chết từ dưới rễ luôn. Đây xanh mướt luôn, bao nào cũng vậy nha, mà có một bao là được lên 3 cây nè. Nhìn mến tưởng đâu là lúc đầu ui quá, sao sao nó nhảy cái cây con nữa nè. Ôi hôm nay mến mới phát hiện luôn á, cây bắp mà nó nhảy ra cây con luôn.
Ủa cái này có khi nào mà cây bắp trồng ra thành cây sả không trời? Không biết bà con có thấy rõ không à? Nè. Cây này là cây mẹ nha. Đây là cây mẹ, còn cái cây này là cây con nè. Đó. Nó nhảy ra gì luôn nè. Ôi, ngộ gì? Để mến sẽ chăm sóc cái cây này, nói chung là chăm sóc kỹ lưỡng để coi thành quả để sau này như thế nào nha bà con. Còn cái ở đây thì phân chuồng, phân bò thì đang ủ nhưng mà cái tấm bạt nó bị mục quá, lâu ngày nó mục hết rồi nên là nó bị gách hết, không còn cái gì nữa hết trơn á. Nên thì mến mới bây giờ thì để tầm khoảng vài ngày nữa mến sẽ tưới nước để cho nó gã phân lại, cho nó mềm phân lại, rồi xong là lúc đó mến mới tiến hành là đem vào vườn và giục cho sầu riêng. Lúc nào mà sầu riêng nó đã sổ nhị rồi á thì lúc đó mến mới quăng nha, chứ bây giờ nó đang mắc cua. Thứ nhất là đang mắc cua nè, thứ hai là đang cần cái những cái phân khác thôi, sợ phân chuồng này kia mình quăng nhiều quá nó sẽ rụng hết. Thì mến cũng mới để phân xong hết rồi, thì bây giờ thì mến sẽ bật nước lên và để tưới vào những cái bao này nha, để cho cái phân nó tan phân đi. Thứ nhất là tan phân á, là nó sẽ nó trộn vào cái đất á, với lại đất nó sẽ có cái độ ẩm thì mình sẽ về dễ trồng những hạt giống hơn. Ui, bao này bị gì vậy ta? Mình tưới một lần thì có thể là cái phân này chưa có gã hết đâu. Ý là cái bên đó mà mến đã tưới nhiều lần rồi đó. Thì nắng á, làm nếu mà lúc ban đầu mình không có cho cái phân nó gã trước á, thì sau á, nó sẽ phân nó sẽ chai lại và nó không không gã nữa nha. Phân này nó khó lắm. Đầu tiên mình gãi xuống là mình phải tưới cho nó gã hết. Còn nó không gã là nó bị chai phân nắng. Nắng nó khô phân và chai phân lại thì lúc đó phân nó sẽ bị chai và nó không nở nữa. Thì đâm ra nó lên lên mốc á. Tưới xong hết cái này cái là ướt rồi, thấm rồi. Tưới xong cái này cái mến sẽ bỏ hạt giống xuống liền luôn để trồng luôn. Đây là mấy cây sim của mến hiện tại mến trồng để làm cảnh á. Mến nói chung là cũng thích, đam mê về cái cảnh lắm, thấy cảnh là phái à, trồng trồng cảnh. Ở ngoài này thì mến theo cái đường dọc đi vô á, từ ở ngoài đi vô thì mến sẽ trồng 2 cây cảnh, nhưng mà sau này chắc có lẽ là mến sẽ trồng nhiều hơn nữa. Thì những hạt giống mến đã đem ra đây rồi, bây giờ thì tưới nước thì mến cũng nãy giờ cũng đã tưới xong rồi để cho phân nó nở. Bây giờ mến sẽ xới nó lên, xới cho nó đều đều đặng cho nó có học á, rồi mến mới bỏ hạt giống xuống nha. Đây. Thì cái này mến cũng tưới xong nên bây giờ mến sẽ
làm như là một cái học gì đó, xới xới lên này cũng như là một cái học á, để cho cái mình để hạt giống xuống thì hạt giống sẽ nằm vào đó. Bà con thấy cát không? Cát rất là nhiều luôn, nên là mới phải dùng phân, nói chung là phân nở để cho nở ra, để cho đất có cái những cái chất dinh dưỡng ở trong cây cát. Nắng mà trong vòng 2 ngày à, mình không tưới cái là khô queo hết rồi, là lúc đó cây cỏ nó cũng muốn chết, nó đừng nó chỉ là những cây ngô này. Mình mới chỉ cần lấy vít nhẹ nhẹ lên là lên cho toàn bộ là cát mà. Tại vì lúc trước mới có bỏ phân chuồng trong đây một mớ nữa nè, trộn phân chuồng vào đây. Còn cái bao này thì nó nhỏ quá, không biết sao đây nè. Lủng này, cái bao này, nó mục rồi. Chắc có lẽ là làm được cái trồng được cái đợt này nữa là cái bao đó mến sẽ thay rồi bỏ. Lại là trồng ba cái phân nở này nè, mến gãy bao nhiêu á, gãy vô vườn á, là mến sẽ lấy cái bao lại hết tất cả để mến mến làm mến trồng. Cái bao này hồi nãy mến tứ đứng xa tứ nên những cái hạt phân nè nó mới nở hơi hơi vậy, rồi còn nở hết nữa. Đợt rồi trồng thì bị mấy con bò của bà con đồng bào ở đây vô đây ăn, bà con miền núi đây nè, tại vì bò không có cuộc á nên là vô đây phá ăn bắp, ăn banh cái luống bắp của má luôn. Còn được một số nên là phá hết phân nửa, một bao thì chắc có thể là để mến đếm cái hộp ra, tại họ mến không có đếm bao quá, mến chỉ để trong đó là 70 hộp thôi. Thường thường là mến bỏ vô một bao là hai hộp, nếu mà ba hộp đó lên lên á thì lên 3 cây luôn á, thì mến sẽ tỉa bỏ bớt một cây chỉ còn 2 cây, tại vì cái bao nó nhỏ nên là các dinh dưỡng ở trong bao á nó không có nhiều, nên là mới tiện bỏ để đủ nuôi được 2 cây. Mình sẽ lựa những cái hạt nào á nó không bị gãy, hồi nãy mình làm mạnh quá, như cái hạt giống này nè, nó bị gãy đó, bỏ luôn. Nên là hạt giống nó bây giờ bỏ vô mình trồng cũng không có hiệu quả đâu. Đó, bỏ vào đây 3 hộ nên mình khỏe nhé, thì lúc nào cũng vậy chứ. Thì trồng thứ nhất là tạo cái khung cảnh đường đi cho nó đẹp, thứ hai á thì cũng có những cái trái bắp để sau này mấy anh em lên rồi xong buổi tối ngồi nướng nướng ăn, hoặc là nướng ngay cái chòi, hoặc là đi ra suối đem ra suối nướng. Mến thì thích ban đêm đi ra suối đốt lửa trại nó rất là đẹp luôn. Đi ra đó là bà con nào thì đã đến đây một lần thì cũng cũng biết cái cây ngoài suối rồi, nó nhìn thấy nó phong cảnh đẹp lắm. Ban đêm là đốt lửa trại lên nè, nướng nướng bắp nè. Ồ, nhìn thấy nó yên bình lắm. Và cái phong cảnh đó thì mến thì không không nói thì chắc có lẽ bà con cũng hiểu được cái cảnh ở ngoài suối mình đi đốt lửa trại rồi. Nhiều bà con đi cắm trại này kia bà con cũng biết. Cái này chắc cũng để trồng hơi lâu á, tại mến không dám làm mạnh tay luôn. Nó ra nhầm cái nhầm hạt á, nó ra mọng rất là dài nên là nhẹ nhàng với nó. Càng nhẹ nhàng thì nó càng tốt. Mạnh bạo quá nó gãy ha, không còn cái gì hết rồi lúc đó mến không có trồng được nữa. Thì mong đợt này trồng không bị mấy con bò nó phá nữa. Trồng đợt trước
Mến đi lo làm ở trong vườn rồi xong cái tiết chưa ra ngoài này nè. Ăn trời ơi, con bò màu trắng nữa. Nó vô mà nó phá quá trời luôn, nó phá bánh hết. Nó cắn trái nó xả xuống rồi nó cắn lá tùm lum hết trơn á. Mến thấy đau cho cái đám bắp của Mến luôn. Mà không lẽ mình lấy cây mình quánh con bò. Thôi thấy vậy Mến chỉ ra nói với người chủ bò thôi, mới mốt á có thả trong này thì nhớ cuộc dây lại. Để đừng có cho vô vườn nữa nó phá nữa, cho nó phá hoài kiểu này á là mến trồng không có được. Với lại thì mến mà đã làm công việc gì thì tập trung vào công việc đó à, chứ không có để ý như chẳng hạn như là đang làm ở trong vườn trong kia thì ngoài này chó sủa như cỡ nào này kia đầu mến cũng không có ra đâu. Có nếu mà có người vô kiếm thường thường á, có những bà con vô đây kiếm mến á thì vô tới trong đó kêu mến thì mến mới biết thôi, chứ ngoài ra là mến đã làm trong đó thì tập trung vào trong đó cho nó xong rồi mới đi ra ngoài này. Những lúc tập trung á thì bò nó vô nó xử hết nên này cũng không có biết nữa, nên là chuyến này cũng rút kinh nghiệm. Thấy những con chó con nè Lucky nè Lulu nè bây giờ có thêm con gấu nữa nên này cũng đỡ. Đây lúc nào mới đi ra suối hoặc là đi làm ngoài vườn gì cũng ba đệ tử này lúc nào cũng đi theo bên cạnh mến chứ. Gấu gấu ơi gấu à, cái đuôi nhìn thấy đẹp theo mà nhìn cái mặt y hệt như con sói gì đó, nhưng mà mến sẽ thấy nó dễ thương quá mến sẽ đặt nó là gấu nha. Mà hai đệ tử đặng gà nằm rồi kìa, nằm cũng như là buồn cái chuyện gì á. Này, nghe mến để phóng gần lại cho bà con xem nha. Đó. Nằm mà nhắm mắt nè, hai con đều nhắm mắt hết. Lucky lu lu cái gì con làm gì buồn nghĩ vậy hả? Đi ra suối là hai con này năng động lắm. Lucky nè với con Lulu và con Lucky. Còn gấu này làm biếng lắm, nằm chỗ nào là nằm chỗ một à, khi nào kêu mới đi. Còn thấy nhầm khi thấy mến bước xuống vàng á thì chỉ con Lucky với con Lulu là chạy theo thôi, còn gấu thì nó đến khi nào kêu nó mới chạy theo, còn không kêu là thôi nằm chỗ, nằm suốt ngày luôn, cũng như là bị tự kỷ vậy đó. Gấu ơi chú 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 cái gì nành nè 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 câu đi hai đứa câu đi. Lúc nào đi theo ra vườn đấy cũng vậy, lúc kia là chạy vô nhà thì buổi chiều cũng xong rồi tất cả bà con thì chắc có lẽ thì mến cũng xin phép bà con kết thúc video tại đây. Thì chắc có lẽ video này cũng hơi khá dài, lần đầu tiên mình làm video mà làm nó gì không biết có dài hay không nữa, thì cũng mong được nhiều bà con góp ý để cho mình làm để trên vườn nó có nhiều cái phong cảnh nè, nhiều cái cải thiện hơn. Thì trên vườn như là sầu riêng và bưởi thì có bà con có những cái góp ý gì thì bà con cứ comment ở dưới thì mình sẽ tham khảo và mình sẽ làm theo. Còn bây giờ thì mến chắc có lẽ là xin kết thúc video tại đây. Thì chúc bà con buổi chiều có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lúc nào cũng an lành trong cuộc sống. Bye bye, xin hẹn lại bà con theo những video tiếp theo nha.